Vua Triều Nguyễn rất chú trọng vấn đề giáo dục và đào tạo nhân tài. Vua Minh Mạng từng dụ rằng: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, chăm chăm đến việc tác thành nhân tài, đặt nhà học, cấp lương cho giám sinh, gia ân cho học trò, bàn sách vở, đều mong học trò thành tài để nhà nước dùng." Vậy lễ khai giảng dưới Triều Nguyễn xưa thường diễn ra như thế nào? Khác với lễ khai giảng hiện nay diễn ra vào tháng 9 mùa thu. Dưới Triều Nguyễn, lễ khai giảng thường diễn ra vào mùa xuân. Sách Đại Nam Thực Lục chép, hàng năm đến tháng Trọng Xuân thì khai giảng. Sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sư Lệ cũng nói về việc này. Hàng năm cứ đầu xuân, sau ngày khai ấn một ngày thì quốc tử giám khai giảng. Cuối năm, sau ngày xếp ấn một ngày thì nghỉ giảng. Đến ngày khai giảng thì đặc vị tiên sư ở Duy Lân Đường, quan quốc tử giám, đem học trò làm lễ yết cáo. Ngày khai giảng xưa không được ấn định vào một ngày cụ thể nào, mà do Khâm Thiên Giám chọn ngày giờ tốt lành để tiến hành. Châu bản Triều Từ Đức còn lưu bản tấu của bộ lễ về việc chọn ngày khai giảng, trong đó có đoạn: "Việc khai giảng hàng năm của hoàng thân hoàng đệ đang lưu lại học tập là do Khâm Thiên Giám chọn ngày làm lễ." Vâng, xét theo lệ hàng năm, có lễ khai giảng, Khâm Thiên Giám vâng chọn ngày 15 tháng này là ngày tốt, hoàng thượng đến khai giảng ở Kinh Diên. Theo thường lệ, trước ngày khai giảng một ngày, một viên giảng quan được vua chỉ định, phụng mệnh đến điện Văn Minh bày biện, sắp các hạng lễ phẩm, làm lễ cáo dâng lễ vật, có chúc văn, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm Thành Thái thứ 10, bộ lễ tâu. Vâng, xét lệ trước đây, năm nay xin lấy ngày 24 tháng này là ngày Đinh Mùi để tiến hành lễ khai giảng, và xin chỉ chuẩn phái hiệp biện đại học sĩ xung phó tổng tài quốc sử quán Kinh Diên, giảng quan Hoàng Hữu Xứng. Trước một ngày, tuần lệ vâng mệnh làm lễ xin chờ chỉ thực hiện. Thông thường hàng năm, các viên tế tử tư nghiệp sau khi làm lễ vọng bái tiên sư, tức Khổng Tử, thì lên trường khai giảng ngay ngày hôm ấy. Trước giảng Trung Kinh Hiếu Kinh để làm gốc cho việc đào tạo trau dồi, rồi giảng đến Ngũ Kinh, Tứ Thư, Sự để làm thêm bậc tiến đức tu nghiệp. Về nghi tiết giảng, sách Đại Nam Thực Lục chép, trước kỳ khai giảng một ngày, giảng quan đem mấy chương nêu giảng ở Tứ Thư, Kinh Sự tâu lên dâng trình. Đến ngày, tri án tả hữu tiến giảng, khai giảng thì do giảng quan giảng, hàng ngày thì do nhật giảng quan giảng. Ngày khai giảng, đình thần ban văn từ tham tri trở lên và ấn quan ở viện đô sát và nội các, toàn tu ở sử quán, cùng các thân phiên, hoàng thân từ quốc công trở lên đều chuẩn bị theo ban vào chầu. Cùng với các giảng quan đều làm lễ năm lạy, xong thì chia ban cũng đều cho ngồi. Tất cả đều rất tường tận, đến đây cử hành thật là điển lễ long trọng. Sau đây, cứ mỗi khi đến ngày khai giảng, vừa lại đối diện với các quan ở ban, nạn hỏi nghĩa sách khó, thần tự phát huy ra, nhân đấy mà bàn hỏi chính trị dân tình, hoặc có điều gì cảm hứng, ngụ ý, tức thì làm ra bài thơ. Lại sai nối họa để tỏ ý vua tôi sửa chữa lẫn nhau, làm như thế đến hơn 10 năm, chưa từng chế biếng chút nào. Bản tấu của bộ lễ trong Châu bản Tự Đức cũng viết rằng, vào ngày khai giảng, các viên giảng dạy đều được ban trà, ban yến. Cũng có năm, nghi thức ban yến được thay bằng ban tiền và có phân theo cấp bậc. Ngày khai giảng làm lễ xong, các quan nhà giám đều mặc áo mũ đến giảng đường, ngồi bày hàng ở gian giữa. Các giám sinh đều mặc áo đội khăn ra sân cùng lạy, xong thì lên trường nghe giảng. Chương trình dạy học chia theo ngày lẻ ngày chẵn, trước giảng kinh truyện, sau giảng sách tử sử tính lý. Như vậy đủ thấy Triều Nguyễn coi trọng ngày khai giảng đến mức nào. Các nghi thức tổ chức khai giảng, từ việc chọn ngày làm lễ yết cáo đến lễ bái tiên sư, đều rất long trọng, mang đậm dấu ấn thời đại và khác xa so với lễ khai giảng hiện nay.